Vâng, trên màn hình các bạn có sẵn là màu 4 là Pearl. Không biết Pearl của ai đây. Pearl là của Tusti. Vâng, mỏ quà này chỉ có 6 cây, không phải mỏ quà Mắc Binh. Mỏ quà Mắc Binh là 7 cây. Nhưng mà bù lại thì anh có những cái cây gỗ gần nhà. Vâng, nhà chính thì mọc ra ở, đặt ở giữa khu nền đất xanh. Vâng, xe thôi. Vâng, F4, F11 rồi. Vâng, chính xác, Boy Bướng Bỉnh là Tuti. Vâng, Tuti lấy một cái nickname rất là tin. Nhưng mà cái nick này nó chỉ là nick phụ thôi. Nick chính anh mãi mãi là Tusti rồi. Mà không biết nhà của Văn Lớp là quân gì. Vâng, theo tin tức chim lợn báo về, nhà Văn Lớp là ekip. Vâng, đối thủ bên Thái Bình sẽ là quân gì đây? Vâng, theo tin tức chim lợn báo về thì bên Thái Bình dường như có một pan. Vâng, tôi mới vào bình luận nên chưa xem được quân, nên phải nhờ các chim lợn hỗ trợ lại. Vâng, đã tìm thấy mỏ quả rồi, hai mỏ quả. Vâng, pơ cần nhất là hiêu voi. Bây giờ tìm được hai cái bao voi thì đẹp. Vâng, hiêu rất xa, hiêu xa này thì rất khó rồi. Hiêu xa này chỉ có đá và mỏ vàng thôi. Ăn hiêu xong thì là đào vàng luôn cho tiện. Vâng, chắc chiếc BS thì sẽ đặt ở vị trí trên cánh rừng già kia. Vâng, rừng già đó là một cánh rừng chặt gỗ có thể thoải mái gặp sư tử rồi, chiến đấu rồi. Vâng, hiêu Mắc Binh luôn, hiêu 7. Tôi đếm thong thoáng dường như là hiêu 7 rồi. Vâng, chính xác là hiêu 7. Vâng, hiêu này chắc chắn sẽ được đá với mỏ vàng. Vâng, 14 trên 16 rồi, BE thôi. Vâng, thao tác rất nhanh, quen thuộc của Tuti. Vâng, đây là cách phi hiêu. Các bạn có thể quan sát như lúc đấy là Tuti làm từng bước một. Tôi sẽ nói qua một chút là phi con hiêu, xong rồi di chuyển mũi tên dịch ra một tí, xong đó là phi tiếp luôn. Đấy, các bạn nhìn kỹ lại xem. Đấy, sau đó là nút cách, có thể di chuyển vừa hoạt động vừa làm các việc khác. Vâng, rất may mắn là Tuti đã tìm được một voi. Vâng, vậy là lực của Tuti ở trận này là rất khỏe. Vâng, dù bài như thế nào thì Tuti đều có thể ép mắc nhất có thể. Ép đời là sở trường của Tuti rồi, hình như dường như có một dân gỗ chơi. Sao con voi đi đường vòng đấy? Vâng, hai con. Vâng, con voi này dường như là nó thích đua xe, nó thích lằng lãnh hơn. Vâng, hai con thì mát rồi. Vâng, hai con và nguyên cả bảy hiêu bảy con này thì ép đời quá phú, còn nguyên lực hai mỏ quả nữa rồi. Vâng, nếu như mà mỏ quả của Tuti mà là 7 cây, mỏ quả chính 7 cây thì chuẩn hơn. Vâng, như 7 cây thì vâng, vậy là vì mỏ quả chính là 6 cây nên Tuti quyết định là ăn quả trước. Nếu như ăn hiêu trước thì dường như sẽ hơi thiếu thịt, lên xong thì vẫn phải đóng BG thì mới có đủ thịt để mà để scout cũng như nâng cấp công nghệ. Vâng, Tuti đã làm công việc và đóng người trước, theo tôi nghĩ là hết sức hợp lý ở trận đấu này. Vâng, nếu như mỏ quả 7 thì Tuti sẽ quyết định ăn 7 hiêu trước, mà đây là mỏ quả 6. Vâng, lại thêm một 7 hiêu nữa. Vâng, vậy là rất nhiều bầy, rất nhà của Tuti rất nhiều hiêu, 7 con hiêu. Vâng, đặt vị trí BS là hợp lý nhất. Vâng, đấy là vị trí Mắc Binh rồi, không thể đặt được tốt hơn nữa rồi. Vâng, rất tiếc là cái mỏ vàng này chiếc BS nó hơi dốc một tí. Vâng, cái tầng dốc đấy thì nó sẽ làm giảm hoạt động dân, sẽ khai thác vàng chậm hơn một chút. Vâng, kích đời thôi. Vâng, vẫn 7 phút 48 giây anh kích đời. Chặt gỗ thôi, có nên lên thêm chặt gỗ không? Tôi sợ 5 dân ăn gỗ hơi thiếu, chắc chắn sẽ phải tăng cường thêm dân chặt gỗ. Vâng, thịt ăn nguyên 7 con hiêu này thì thoải mái rồi. Mà tôi nghĩ là gỗ sẽ thiếu, phải tăng cường thôi. Vâng, vậy là mỏ vàng ở đây có đạt được BS không? Tôi nghĩ là chắc chắn là đạt được, lùi lại dân lại đạt được, nhưng mà phải ướm dân. Vâng, chính xác là đạt được rồi. Vậy là an tâm rồi, mỏ vàng đặt ở đó thì chúng ta có thể ví dụ như cái mỏ vàng kia có bị công phá thì vẫn còn cái mỏ vàng bên trong này. Vâng, mỏ vàng này bên trong này tôi nghĩ vị trí an toàn hơn, nếu như co dân mà ăn mỏ vàng này thì sẽ là chuẩn hơn, nhưng mà không, phải nên tận dụng chiếc BS đầu tiên. Vì như vậy là nó đỡ tốn 120 gỗ. Vâng, các bạn có thể thấy là tài nguyên thịt lên rất nhiều nhưng mà gỗ đã thiếu. Vâng, gỗ hơi thiếu một chút nếu như Tuti tách ngay hai con dân đi xem chặt gỗ. Vâng, vậy là chuẩn bị. Vâng, tôi nghĩ là vẫn là đủ gỗ. Vâng, Tuti ép đời đúng là siêu kinh điển luôn. BM, vâng, rất nhanh. Vâng, BM nếu mà đặt dịch ra cạnh chiếc BS một tí thì có lẽ là bo mỏ gỗ này sẽ dễ hơn rất nhiều. Vâng, lực của Tuti ở trận này quá khỏe rồi. Nếu như đối phương mà trận này là mà đánh cung mà không bo được nhà thì thảm họa. Vâng, Pan và Summer. Vâng, Pan lên đời sớm hơn cả Persian. Vâng, hy vọng là Tuti sẽ đối đầu với cả Pan. Bởi vì trận đấu này Tuti
mặc dù lên muộn hơn chút nhưng mà lực của Per bao giờ cũng khỏe hơn Van Milan rất nhiều, bởi vì Tuti chúng ta có thể quan sát còn rất nhiều tài nguyên còn chưa được khai thác hết. Vâng, chuyện Tuti cầm Per. Vâng, vậy là gặp màu 3. Màu 3 là gì đây? Vâng, màu 3 là Pan rồi, đúng như dự đoán của tôi, vậy là gặp Pan. Vâng, hai thầy trò Tuti sẽ đối đầu nhau. Công thôi. Vâng, hãy cẩn thận, nếu như lại gần dân là dân sẽ tranh thủ đập ngay. Vâng, đập dân thì để ngựa giò bên họ của Hưng Nhổn chính là Gunny. Vâng, Gunny nó là nickname thứ hai, nickname đầu tiên của Gunny đó chính là Vailer Bọ Hung. Vâng, tôi nhớ là cái nick đó là ở trên Sega từ ngày xưa rồi. Và chú Tuti điều dò rất là bá đạo. Vâng, anh vừa điều dò và vừa điều khiển dân. Vâng, và sự di chuyển của dò hết sức hợp lý. Vâng, dường như là Pan đã bị ép xịt rồi. Vâng, nếu như ép xịt như này thì rất khó cho Pan Milan, bởi vì Tuti trận đấu này quá khỏe. Vâng, vậy là đã tiêu diệt được con ngựa dò rồi. Nếu như tiêu diệt được ngựa dò của Hưng Nhổn thì đó là một điều rất là lợi thế. Vâng, đóng gì đây? Nếu như đóng phù ở trận đấu này, nói chung là đóng phù thì cũng chết thôi, bởi vì hai nhà L áp đó thì phù không thể nào hù được. Khi mà lạc đà đã áp sát nhà P rồi, cái số dân này thì chắc chắn là sẽ chết hết rồi, không thể sống được. Vâng, rất đen. Vâng, tốc độ lạc đà Pan Milan di chuyển rất nhanh, khiến cho ngựa dò không thể kịp chạy. Vâng, truy sát thôi. Vâng, turn 2 của Tuti chắc chắn là sẽ áp AP ngay, không thể để cho phù thủy sinh ra được. Phù thủy sinh ra nếu mà khoảng cách từ xa nó sẽ hú kịp, nhưng mà khi AP vào, tỷ lệ hú xác suất của phù thủy nó sẽ là rất thấp. Chúng ta dự đoán Tuti có AP không? Vâng, AP chém một turn đi. Tôi nghĩ là Gunny không có nhiều lực đâu. Vâng, nếu như để cho phù thủy sinh ra mà hú được thì cũng là rất là mệt. Nhưng mà ở trận đấu này thì Tuti sóc lạc đà rất phú. AP luôn. Vâng, nếu như ngay lúc đầu Tuti AP ngay từ lúc đầu thì tôi nghĩ là tỷ lệ Hưng Nhổn hù được lạc đà là rất khó. Vâng, không biết là cánh của Van Lớp là như thế nào. Công P lên luôn. Có công P không? Vâng, chúng ta có thể thấy Tuti rất nhiều thực. Nếu mà Van Lớp cần thực thì hãy hô to lên một tiếng. Vậy là Tuti đã quyết định bỏ nhà. Bỏ nhà của Hưng Nhổn để chuyển sang tạt cánh. Vâng, Van Lớp tham 34/48 và anh đang cầm cung. Ôp luôn. Tuti đảo cánh sang, quyết định tiêu diệt nhà Việt BM. Vâng, phối hợp của Van Lớp. Vâng, 7E. Vâng, 7E rất hay. Vâng, kín luôn. 7 tiếp. Vâng, 7 xịt rồi. Vâng, tôi chưa thấy bãi ruộng của Van Lớp ở đâu, nhưng mà tôi nhìn thấy lượng thịt của Tuti của Van Lớp lên vẫn rất đều. Bảo gỗ của Van Lớp hơi sống. Vâng, vậy là Việt BM dường như đang đảo cánh một chút. Vâng, cái đảo cánh đó nó chỉ gồm có hai con ngựa thôi. Vâng, Tuti đang chật vật với Gunny rồi, sau khi Tuti bỏ nhà Gunny. Vâng, trận này nếu như Tuti hợp lý hơn thì Tuti sẽ bắt là đá áp vào P. Vâng, tôi ngồi rất xa cũng không thể chim lợn được cái tên đấy. Vâng, đây là tôi ngồi rất xa như này thì chim không có mang tính chất chim lợn gì, chỉ mang tính chất bình luận thôi. Đấy là tôi nói theo cái kinh nghiệm của tôi thôi. Vâng, vậy là Văn Lớp đã quyết định đảo cánh sang bắn nhà của Hưng Nhổn. Vâng, nếu như để lạc đà Pan Milan không ai động chạm vào mà cứ hù được lạc đà như đóng ruộng thì số lượng lạc đà của Pan Milan sẽ lên thì nó rất là khủng khiếp. Vâng, như vậy là cái tâm rồi Văn Lớp quyết định đánh nhà Pan Milan tiêu diệt là vô cùng hợp lý. Lại có AP nữa không? Không biết còn phù thủy nữa không? Vâng, dân của Pan Milan chưa có vài ánh xe. Vâng, làm nốt ít dân của Hưng Nhổn đi. Nhưng mà ở trận đấu này theo tôi quan sát thì nhà của Việt BM dường như cơ cấu có vẻ là lợi thế hơn so với cả Van Lớp rất nhiều. Bởi vì nhà Việt BM dường như lên đánh cung mà kín nhà có thể sóc dân cũng như phát triển tốt hơn nhà của Van Lớp. Trận đấu này cần để tiêu diệt được nhà Pan Milan để lấy lại lợi thế cân bằng. Chứ nếu như không tiêu diệt được nhà Pan Milan thì nó là một bất lợi so đối với Hà Nội. Bây giờ thì Văn Lớp đã phá nhà chính và xây được nhà chính mới bắt vậy em. Vâng, khi mà không tận dụng được cái thế nhà phát triển thì phải cố gắng bắt quân thôi. Vâng, đây là cung của cung Egypt, không còn cung của Việt BM, chỉ là cung Summer.
Vâng, Văn Lớp đang sắp lại. Vâng, Tham Lai dường như vẫn cân. Vâng, Văn Lớp hay cố gắng tận dụng lợi thế vượt quân. Vâng, Văn Lớp dường như là mới 7-1. Vâng, anh đã quyết định đầu tư nâng cấp chặt gỗ. Đây là một tân đấu. Vâng, Việt BM đang đứng ở vị trí tương đối đẹp. Văn Lớp và cùng Evip 7E vậy xịt rồi, xịt mất một cái rồi, rất tiếc. Nếu như vậy chuẩn thêm một cái nữa thôi thì có lẽ là lạc đà của Tuti sẽ chém được rất nhiều. Vâng, công thôi. Khi mà lợi thế nhà mà không thể phát triển được thì bên Hà Nội Tuti và Văn Lớp anh phải buộc đành phải đánh thế công, công toàn tập đánh dứt điểm càng nhanh càng tốt. Vâng, nếu như mà một bài cơ cấu của Văn Lớp mà Văn Lớp đánh phát triển thì Văn Lớp sẽ lợi hơn rất nhiều. Ngay từ đầu dường như nhà Việt BM không hề chết dân nào mà nhà hình khung. Vâng, quân của Văn Lớp rất đông đi cùng với cả số lượng lạc đà của Tuti. Vâng, vậy là lạc đà của Hưng Nhồn đang kéo sang đảo mặt. Còn nếu như có lạc đà Pangran đảo mặt thì rất khó chịu. Tuti vào chém rồi, lăn xả chém luôn. Vâng, lợi thế về số lượng lạc đà của Tuti, lao vào chém luôn. Vâng, Hà Nội đang có lợi thế. Ova rồi, Văn Lớp Ova rồi. Văn Lớp rất kinh nghiệm, vác ba con vào bắn. Vâng, ngựa của Tuti M vừa sinh ra. Vâng, số lượng lạc đà của Tuti cũng còn rất nhiều để mà uy hiếp được cả hai. Vâng, vậy là chiến thắng đầu tiên cho Hà Nội ở set đấu thứ 3. Vâng, tỷ số ở set đấu thứ 4 tỷ số hiện tại đang là 1-1. Còn VC thì đang là 2-1, đây là tỷ số 2-1 là VC. Còn 1-1 thì là VC này thôi. Vâng, tạm thời bên Thái Bình ở dẫn VC là 2-1. Còn ở set đấu thứ 4 này thì Hà Nội đang vừa gỡ hòa một trận và tỷ số đang là 1-1. Và các bạn vui lòng chờ đợi ít phút để sang trận đấu thứ 3 ở set đấu thứ 4 này. Không biết là tôi bình luận có mang lại may mắn cho Hà Nội hay không, nhưng mà được một trận thắng là tôi thấy rất khả quan rồi. Ơi, một đều. Vâng, C 1 thì Thái Bình thắng 3-2, ở C 2 Hà Nội thắng lại 3-1, và ở C 3 thì bên Thái Bình lại thắng 3-1. Còn C4 sẽ là tỷ số thế nào? Hiện tại đang là tạm thời 1-1.